test nhẹ cho anh em tham khảo con máy số 10 là máy bơi nó độ xe Việt Nam quá giọt quá đã ha. Đó rồi, chào anh em quét 110 review cho anh em tham khảo cú lên combo cái bộ nồi bố thái nha. Xe này thì đang đi cái nồi bố dán chạy tuột nồi lì và bị hao xăng, thì cái nồi cũ cho anh em coi sơ qua để cho anh em nắm của mình cái nồi cũ nha. Cái nồi cũ nè đang đi cái nồi bố dán này, chua sập chua nước nhiều không là phải, là sập chua ha. Bố thì đang đi là đi cái bố dán bị tình trạng nó mòn chai bố lì bố khác ha, không còn đồ bám nha. Đó, phần cái nồi sau thì cặp nhôm nồi thì đang bị tình trạng nó bị mòn lỏng rồi và đang đi cái nồi độ nè, chạy không được nha, nồi độ 5 là to nè ha. Đó, và phần cái bố sắt nè, bố sắt thì tuột nồi, tuột nồi cháy bố à, cháy bố và nó ra phần bã rất dơ nha. Đó, cái bộ lò xo là bị lúng xẹt không còn cái bộ ha. Thì cấu hình này thì em chuyển sang em xài cấu hình cái nồi thái cho anh em. Riêng phần cái chuồng heo thì nó bị tình trạng quạt lỗ bị hú nha, em thay lại nguyên bộ nồi thái vô xe luôn, chạy em ru nha. Đó rồi, giới thiệu cho anh em tham khảo cấu hình cái bộ nồi thái bên độ xe Việt Nam để cho anh em chơi nha. Gồm có một cái chuồng heo nồi như thế này, trắng đẹp phun mới anh ha, quá đã nha. Đi kèm cho chủ xe combo phun là nguyên cùng bố thái đó, em đi là bố dinh thái đất bền ha, bốn bố ba sắt cặp nhôm nồi như thế này đó, bốn là sơ nồi và ép nồi nha. Đó, đi cấu hình bộ nồi dinh thái vô xe chạy đất bốc nhẹ xe nha. Phần cái một cái chuồng heo cái chuông này, một cái chuồng nồi như thế này trắng đẹp phun mới cho anh em luôn. Đi kèm được xe combo phun là nguyên cùng bố thái nha, 1 2 3, em đi là bố dinh thái dài đất bền không đi bố dán nha. Đó, anh em quay S110 mà muốn làm nồi thì ghé bên độ xe Việt Nam, em thì có nhận làm luôn phần tăng cam nè, thay lọc gió mới cho anh em nè ha, chạy rất bền nhẹ xe nha. Rồi em chào anh em. Rồi chào anh em S110, review cho anh em tham khảo có bình lên combo cái bộ nồi thái nha. Đầu tiên em chào phần cái combo là cùng bố ly hợp ha, nó gồm có bốn bố ba sắt và phần cặp nhôm nồi ha, và bốn sơ nồi. Cái này thì em lắp bên ngoài trong ha, trong lắp nhanh ha, thì anh em lắp đúng chiều, cái chiều con của sắt thì nằm trong ha, còn cái chiều bé nằm ngoài, còn bố thì anh em cho cái chiều chữ nằm ngoài đó. Combo nó gồm có là bốn bố ba sắt ha. Rồi tiến hành cho phần cái bộ chuồng heo tới lồng đền chặn đế tới nguyên cầm bố nha, và phần cái nhông ngồi trước vô. Rồi tiến hành cho phần cái bộ lồng đền nồi sau với lại tán nồi sau vô ha. Đó, rồi tiến hành cho phần cái cùng bố bá càng nồi trước vô. Rồi tới phần cái bộ lồng đền chặn phe, lồng đền outside với lại tán nồi trước nha anh em. Đó, nồi trước thì nó sẽ có hai lồng đền, còn cái nồi sau giữ một lồng đền thôi. Rồi tiến hành bắn nồi về lắc kê lại toàn bộ lồng đền chặn phe nồi trước nha, sau đó gắn làm lắp một giấc thi tâm ha, gồm có 3 con tán, anh em nhớ xích đều 3 con nha. Đó, như hình ngôi sao 3 cánh ha, để khỏi bị tình trạng bị tẹt nhất ra ngoài nha. Phần cái nồi sau thì mình tiến hành cho phần mạch nạn nồi vô và cò muỗng nữa. Đó, vận hành sẽ test thử để cho anh em cảm nhận có bình cái bộ nồi thái chiếc S110 ha, chạy bốc nhẹ bền. Test nhẹ cho anh em tham khảo con S110 là thái bên độ xe Việt Nam quá giọt quá đã nữa ha. Đó, có bình đi có bình bộ nồi dinh thái nha. Xe này thì đang đi cái nồi độ 5 lò xo đi bố dán chạy lì yếu ha. Em trả lại của mình cái nồi dinh thái, bốc nhẹ êm bền nha. Đó, cái này anh đem đi 54, 58, 62, 65 thì ok luôn nha, khỏi còn phải làm nồi luôn. Đó, nồi thái rất bốc và bắt nha. Đó, quá sướng ha, test thử thực tế để cho anh em cảm nhận bộ nồi ha, bốc nhẹ êm bền nha, chích lên thôi, quá đã, bao giòn nha ha. Đó, bên em thì chuyên làm nồi làm máy quét 110 nha. Anh em mà muốn bảo dưỡng nồi làm máy thì ghé bên độ xe Việt Nam ha. Đó, test thử thực tế để cho anh em cảm nhận cấu hình cái bộ nồi thái luôn. Đó, quá nhẹ nhàng ha. Đó, nhẹ nhàng lướt gió cho anh em. Anh em mà muốn đi chơi tua phượt đường đèo dốc thì chạy rất ngon rất sướng nha. Nồi bắt và an toàn ha. Đó, làm xong sẽ test thử thực tế cho anh em ha, và biết có đơn khoản đầy đủ. Rồi, em cảm ơn anh trai quét 110 rất nhiều. Chào anh em.